Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 6 tháng 8 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ giám đốc Sở Nội vụ. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2019 hợp tác xã nhãn lồng nghệ châu đi đầu trong tiêu thụ nhãn quả thất thu lớn từ thuế bảo vệ môi trường sản xuất túi ni lông thưa quý vị và các bạn sáng nay bộ giáo dục và đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 dự hội nghị có đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đồng chí vũ đức Nam, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh hưng yên có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phát biểu chỉ đạo hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong năm học mới 2019-2020, ngành giáo dục và đào tạo triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020, tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, ra soát sắp xếp quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, khắc phục và tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo xã hội quan tâm, dư luận bức xúc. Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục địa phương cần tăng cường giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng sống cho học sinh sinh viên, đổi mới nhanh công tác quản lý giáo dục, ra soát lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới bậc phổ thông, nhất là đối với lớp 1, bố trí đủ quỹ đất để xây trường học phải giải quyết rứt điểm việc thiếu trường mầm non tiểu học ở các khu công nghiệp khu chế xuất đồng thời sắp xếp lại các trường sư phạm có trọng tâm trọng điểm gắn đào tạo với bồi dưỡng hướng đến sự tự chủ chấn chỉnh một số trường cao đẳng đại học yếu kém phát biểu tại điểm cầu hội nghị tỉnh hưng yên đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn duy hưng yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cụ thể hóa với tình hình và điều kiện thực tế của trường của ngành và địa phương Sở Giáo dục Đào tạo và các huyện thị xã thành phố chuẩn bị các nội dung cho hội nghị tổng kết năm học gắn với việc tổng kết công tác chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, tập trung giả soát lại công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới, giải quyết dứt điểm việc thiếu phòng học, nhà vệ sinh, công trình nước sạch tại các nhà trường, đặc biệt là với cấp học mầm non, bố trí lịch học chương trình học cụ thể hóa với từng cấp học, từng địa phương. Sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, dự hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ giám đốc Sở Nội vụ. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm đối với đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tránh Văn phòng tỉnh ủy giữ chức vụ giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên từ ngày 1 tháng 8 năm 2019 phát biểu giao nhiệm vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng với trình độ và kinh nghiệm từng công tác tại cơ sở và tham mưu giúp việc cho thường trực tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy đồng chí Lê Quang Hòa tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, chỉ đạo điều hành sở nội vụ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đồng chí Lê Quang Hòa và tập thể lãnh đạo sở nội vụ tập trung tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, đánh giá đội ngũ công chức viên chức, thực hiện tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ, luân chuyển vị trí công tác, nâng ngạch bậc và tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả chú trọng đến công tác quản lý nhà nước về biên chế tiền lương, cải cách hành chính tôn giáo, đồng thời đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục xây dựng sở nội vụ đoàn kết vững mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Hòa hứa trên cương vị mới sẽ học tập kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo cùng lãnh đạo sở nội vụ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban công tác đại biểu Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã thành phố năm 2019. Đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban sở ngành của tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đặng minh ngọc nhấn mạnh đại biểu hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền các cấp đây là niềm vinh dự tự hào nhưng cũng là trọng trách của mỗi đại biểu trước cử tri và nhân dân ở địa phương để làm tròn trọng trách này đòi hỏi mỗi đại biểu ngoài tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết còn phải thể hiện được bản lĩnh trí tuệ và kỹ năng hoạt động của mình hội nghị lần này được tổ chức nhằm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của người đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trao đổi về bốn chuyên đề quan trọng liên quan trực tiếp đến các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, các ban tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng Nhân dân như trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân trong ban hành biện pháp bảo vệ môi trường và thực hiện giám sát về bảo vệ môi trường, thẩm quyền và trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân trong giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp sau khi có nghị quyết số 629 ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động hội nhân dân. Hội đồng nhân dân với việc ban hành các nghị quyết về cơ chế chính sách đất đai tại địa phương, vai trò của hội đồng nhân dân trong cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 8. Cũng trong sáng nay, Ban chỉ đạo chương trình cấp nước sạch tỉnh tổ chức họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình cấp nước sạch 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chương trình cấp nước sạch tỉnh chủ trì cuộc họp. Trong 6 tháng đầu năm đã có thêm trên 10% số hộ dân đấu nối và sử dụng nước sạch, đưa tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch toàn tỉnh lên 51%, đến nay đã có 8 trên 9 cơ sở hoàn thành chuyển nguồn nước thô từ sử dụng nước sông nội đồng sang sử dụng nước sông Hồng sông Luộc. Công trình còn lại đang tập trung thi công dự kiến xong trong tháng 8 năm 2019. Việc kiểm soát chất lượng nước cấp cũng được thực hiện thường xuyên. Tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng công tác cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh còn đạt thấp so với chỉ tiêu phân đấu trong năm 2019. Chất lượng nước cấp của một số nhà máy tại một số thời điểm còn chưa đạt yêu cầu khiến nhân dân chưa tin tưởng sử dụng nước sạch cấp tập trung. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang khẳng định để đạt được mục tiêu 90% số hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch trong năm 2019, từ nay đến cuối năm, các sở ngành địa phương đơn vị cần phải nỗ lực cao hơn nữa. Đồng chí yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo chương trình cấp nước sạch tỉnh phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của ban chỉ đạo. Các huyện thị xã thành phố phải giao chỉ tiêu cấp nước sạch đến từng xã phường thị trấn, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đánh giá khẩn trương hoàn thành việc ký kết thỏa thuận cấp nước với các đơn vị cấp nước, trong đó quy định rõ về vùng cấp nước, phạm vi cấp nước, giá đầu nối đồng hồ, giá nước sạch, chất lượng nước cấp, an toàn vùng cấp nước tập trung kiểm tra nghiên cứu năng lực khả năng cấp nước của các đơn vị cấp nước để điều chỉnh phân vùng cấp nước cho phù hợp các nhà máy nước được đầu tư từ nguồn vốn của nhà nước và vốn góp của nhân dân phải ưu tiên cấp nước cho đối tượng sử dụng là các hộ dân trong vùng cấp nước các sở ngành chức năng các địa phương cần nghiên cứu để xây dựng giá đấu nối đồng hồ và giá bán nước của các đơn vị trong cùng khu vực nhằm hạn chế tình trạng tranh lệch về giá khiến người dân có ý so bì gây khó khăn cho việc phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước sạch. Sở khoa học và công nghệ vừa tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 sang áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tham dự tập huấn hơn 150 cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước được làm rõ những thay đổi của ISO 9001 2015 so với ISO 9001 2008, tìm hiểu lý do, quy trình chuyển đổi, lộ trình áp dụng ISO mới. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 84 đơn vị hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, trong đó có 17 đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2015. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho các cơ quan hành chính nhà nước những hiểu biết căn bản về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần cải cách thủ tục hành chính. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lúa mùa đang ở thời kỳ cuối đẻ nhánh, đứng cái. Một số đối tượng sâu bệnh hại lúa đang phát sinh phát triển gia tăng, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ lớn năm. Hiện trên đồng ruộng bướm sâu con lá nhỏ lớn năm đã và đang vụ hóa rộ và đẻ trứng, mật độ trứng phổ biến 10 đến 20 quả một mét vuông, nơi cao 30 đến 50 quả một mét vuông. Cá biệt có ruộng 70 đến 100 quả một mét vuông và tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Dự báo trong những ngày tới bướm sẽ tiếp tục vụ hóa rộ và đẻ trứng, sâu non nở rộ từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 8 năm 2019 và gây hại trên các trà lúa ở thời kỳ đứng cái làm đồng. Đặc biệt những ruộng cây sớm, ruộng xanh tốt và những ruộng bướm rồn Lá lúa bị cuốn sâu non ăn biểu bì mặt trên Và diệp lục của lá dọc theo gân lá tạo thành những vệt trắng dài Các vệt này có thể nối liền với nhau thành từng mảng Làm giảm diện tích quang hợp Và đặc biệt là trên lá đồng hoặc lá công năng Sẽ làm giảm năng suất rõ rệt Bà con nông dân à, tập trung phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ Và thời gian phòng trừ có đạt hiệu quả cao nhất là Từ à, mùng 7 cho đến 11 tháng 8 À, lưu ý những cái diện xanh tốt bướm rồn mật độ sâu sẽ là rất cao phòng trừ à, bà con nên dùng các cái thuốc đặc hiệu như là à, xin sâu, à, cô ma à, à, đây là các cái thuốc mà à, có nguồn gốc à, sinh học trên khá an toàn và hiệu lực khá cao với sâu cuốn á nhỏ nhằm đảm bảo đồ ra cho quả nhãn các hợp tác xã kiểu mới của huyện Tiên Lữ đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng sản lượng, xúc tiến tiêu thụ nhãn quả cho xã viên. Huyện Tiên Lữ có 3 hợp tác xã và một tổ hợp tác chuyên về trồng nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại các xã Nhật Tân, Thủ Sĩ và Hải Triều với tổng diện tích trên 30 ha. Để đảm bảo chất lượng quả nhãn, các xã viên đều được tập huấn thực hiện ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh, tuân thủ đúng quy trình chăm sóc an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhờ đó, năng suất chất lượng quả nhãn của các hợp tác xã đồng đều đạt gần 20 tấn quả một hecta. Ngoài ra, hợp tác xã hỗ trợ xã viên quảng bá giới thiệu nhãn thông qua các hội trợ nông sản, siêu thị tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Kết quả đến nay, sản lượng nhãn của Hợp tác xã đều đã được đặt mua trong đó, đã thu hoạch được trên 40% sản lượng bán cho các cửa hàng hoa quả sạch siêu thị ở thủ đô Hà Nội, ra bán tại vườn từ 55 đến 60.000 đồng 1 kg. Do sản xuất sản phẩm đạt chất lượng cao, mẫu bọt đẹp, điên nhãn của Hợp tác xã Nhãn lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hương Yên đã tạo được thương hiệu và được nhiều thị trường lớn trong cả nước đặt hàng. Một tháng trở lại đây, Hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu luôn tấp nập cảnh thu hoạch đóng gói nhãn để xuất bán theo đơn đặt hàng. Do được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp nên mẫu mã nhãn quả của Hợp tác xã to đều chất lượng ngon và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là tạo được thương hiệu trên thị trường. Đến thời điểm này, Hợp tác xã đã ký hợp đồng với 8 đơn vị là các siêu thị doanh nghiệp và hãng hàng không Việt Nam Airlines đặt mua nhãn. Ước tính vụ nhãn năm nay, hợp tác xã ước thu được khoảng 200 tấn quả và hiện đã xuất bán được 20 tấn với giá từ 35 đến 50 000 đồng một kg theo đơn đặt hàng. Đến thời điểm này, xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ còn tồn tại 6 trường hợp vi phạm trên hành lang công trình giao thông thủy lợi tại hệ thống sông Vực Hảo. Các vi phạm chủ yếu là san lấp đất, xây dựng nhà trọ, xây dựng lán công trình phụ với tổng diện tích trên 1.100m2, như gia đình ông Vũ Hữu Tuấn vi phạm san lấp đất với diện tích 270m2, gia đình ông Vũ Huy Hạt, Văn Đức Khuê đều lấn chiếm để xây dựng nhà trọ với tổng diện tích 225m2. Việc vi phạm đã diễn ra nhiều năm nay, không những gây ách tắc dòng chảy tại khu vực thôn Hảo và các xã lân cận mà còn gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Đây đều là các hộ nằm trong diện giải tỏa thuộc giai đoạn 2 thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh được thực hiện từ cuối năm 2017. Tuy nhiên hiện nay, xã Liêu Xá mới chỉ dừng lại ở khâu giả soát vận động tuyên truyền hoặc ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh mà chưa có kế hoạch để giải tỏa. Trên một số tuyến, kênh Mương ở huyện Văn Lâm hiện đang bị ách tắc bởi rau bèo, đã gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Tình trạng trên xảy ra nhiều tại các dòng kênh như kênh C5, C7, C9. Ngoài ra, tại một số tuyến kênh nội đồng khác chảy qua địa bàn xã Đình Dù, Lạc Hồng, Lạc Đạo và Tân Quang cũng bị ách tắc bởi rau bèo. Việc tiêu thoát nước tại các tuyến canh mương nói trên rất khó khăn, nhất là sau những trận mưa lớn, đặc biệt tại canh tiêu Canh An chảy qua khu công nghiệp Phố Nối A bị phủ kín bởi bèo Tây đã gây ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thoát nước trong khu công nghiệp. Trước tình trạng trên, đề nghị các cấp chính quyền và xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Văn Lâm cần có giải pháp, khơi thông dòng chảy để phục vụ cho việc tiêu tiêu sản xuất cũng như tránh tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn. Hiện trên địa bàn hai xã Vĩnh Khúc và Nghĩa Chủ huyện Văn Giang có nhiều đường dây điện sinh hoạt xe lẫn cáp viễn thông không chỉ gây mất an toàn mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan khu dân cư. Hệ thống điện sinh hoạt và dây điện thoại dây mạng tập trung về một điểm, tuy có hai cột khác nhau nhưng lại để liền kề, khiến cho các loại dây chẳng chịt không thể phân định đâu là loại dây gì mặt khác hệ thống dây này cơ bản nằm dọc trên đường trục chính của xã thôn làm cản trở giao thông nhiều đoạn dây nằm sát cạnh mái tôn người dân nơi đây cho biết tình trạng này đã có từ lâu các loại dây chỉ được bổ sung thêm chứ chưa bao giờ được thu gọn lại vì thế rất bất ổn mỗi khi mưa gió đề nghị ngành điện lực và các công ty viễn thông sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng trên để vừa an toàn vừa đảm bảo mỹ quan của xã nông thôn mới thưa quý vị và các bạn Biểu thuế bảo vệ môi trường áp dụng trong mặt hàng túi ni lông có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 là 50.000 đồng một kg, nhưng trên thực tế hầu như số tiền thuế này các cơ quan thuế chưa thu được, gây thất thu lớn cho nguồn ngân sách nhà nước. Phản ánh tại làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, nơi được coi là trung tâm tái chế hạt nhựa và sản xuất túi ni lông lớn nhất miền Bắc, Làng nghề Minh Khai hiện có khoảng 700 hộ tái chế và sản xuất các sản phẩm từ nhựa, trong đó có hơn 200 hộ sản xuất túi ni lông để bán đi thị trường các tỉnh thành phố cả nước. Theo ước tính của lãnh đạo thôn, bình quân mỗi hộ sản xuất từ 300 đến 500 kg túi ni lông một ngày, trong khi lượng thực tế lớn hơn nhiều. Điều này đồng nghĩa, nếu thu đủ số thuế bảo vệ môi trường, mỗi ngày một hộ sản xuất tại đây sẽ nộp từ 15 đến 25 triệu đồng tiền thuế bảo vệ môi trường từ việc sản xuất túi ni lông đem số thu bình quân này nhân với một năm và nhân với hơn 200 hộ. Rõ ràng nhà nước đang bị thất thu lớn tiền thuế. Hiện tại thì ở địa phương này thì từ trước tới giờ thì về cái phần nộp thuế môn bài thì các gia đình sản xuất mà đã đi ra cái khu làng nghề một này thì đều có cái đăng ký môn bài rồi. Thế nhưng cái phần thuế của thuế môi trường thì trước là, là có làm cái thủ tục đăng ký bảo vệ môi trường. Thế cái thuế môi trường thì có lẽ là chưa có. Do các hộ sản xuất tại làng nghề Minh Khai làm theo quy mô cá nhân, hộ gia đình, vì vậy hiện ngoài số thuế môn bài chỉ từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng nộp hàng năm, hầu hết các hộ chưa có đóng góp các sắc thuế khác cho ngân sách nhà nước trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để chống thất thu ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến nay, Chi cục thuế huyện Văn Lâm phối hợp với công an huyện tổ chức tuyên truyền, gửi trên 400 tờ khai đến hộ sản xuất tại làng nghề để kê khai nộp thuế. Kết quả năm 2018 chỉ có gần 20 hộ có kê khai gửi về cơ quan thuế với số thuế phát sinh nộp gần 500 triệu đồng. Rõ ràng đây chỉ là số ít so với thực tế quy mô sản xuất của các hộ nơi đây để tăng cường cái biện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuế thì công an huyện Văn Lâm đã xây dựng cái kế hoạch để thường xuyên kiểm tra từ đó thì tiến hành truy thu thuế theo quy định của nhà nước. Trong tháng 7 vừa qua công an huyện Văn Lâm đã tiến hành kiểm tra và xử lý 10 trường hợp liên quan đến việc buôn bán kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ và đã có công văn đề nghị đối với cơ quan thuế để tiến hành truy thu thuế theo quy định. Để chống thất thu thuế từ các hộ sản xuất tại làng nghề Minh Khai, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ bằng các giải pháp cụ thể quyết liệt hơn nữa của các lực lượng chức năng ngành thuế và công an. Hiện các nhà xưởng sản xuất tại đây vẫn ngày đêm hoạt động công khai là cơ sở để hai ngành tính toán sớm áp mức thuế cụ thể phải nộp cho mỗi hộ gia đình tùy vào quy mô sản xuất. Với mục đích giải quyết việc làm, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Cừ xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở hội tích cực triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế cho hội viên. Để có nguồn quỹ các cơ sở hội phát động mỗi hội viên tiết kiệm 5 đến 10 000 đồng mô hình nuôi heo đất. Kết quả Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn duy trì 6 quỹ vòng tay yêu thương, quỹ mai ấm tình thương và 42 mô hình nuôi heo tiết kiệm trên 60 chi hội, 180 tổ phụ nữ phát động cán bộ hội viên tham gia tiết kiệm xây dựng quỹ tỉnh thương, quỹ vòng tay yêu thương, nuôi heo tiết kiệm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện có trên 100 chị giúp cho gần 150 chị về cây giống phân bón với số tiền gần 1 tỷ đồng và 100 ngày công. Huyện hội tặng 2 xe đạp và quà cho hai hội viên có mô hình sinh kế tại hai xã Tam Đa Đoàn Đào trị giá 3 triệu đồng những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hương yên cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại